Vị trí mà anh chị và em Tuấn đang đứng là nằm trên trục đường 30m. Phía trước mắt quý anh chị đó là khu vực dự án DTA. Và phía bên tay phải quý anh chị đó là 4 nóc chung cư, nhà xã hội, nhà thương mại. Và đây chính là trục chính hướng ra đường Nguyễn Văn Cừ. Hôm nay anh chị và em Tuấn cùng khảo sát cái khu vực mà chuẩn bị thi công hai lốc chung cư tiếp theo của khu vực dự án DTA, khu vực nhà ở thương mại mà em chị và em Tuấn đang đứng đây. Thì hôm nay đang tổ chức lễ động thổ của dự án nhà ở thương mại thuộc dự án DTA. Đây là chính là khu vực chuẩn bị sẽ khởi công. Chuẩn bị khởi công nhà ở thương mại. Với cái mức giá hiện nay khu vực của dự án DTA và nhà ở thương mại thì đang có diện tích là 32m2, 39m2, 52m2. Đối với tầng trệt thì đang có mức giá từ hơn 300 triệu đến hơn 600 triệu tùy vị trí và diện tích. Dạ, thì hiện nay mức giá thấp nhất khoảng là 350 triệu trên một căn 32m2 mà anh chị và em Tuấn đang thấy đây. Dạ, đều có thang máy cả này. Và vị trí này thì tiến tới đây sẽ xây dựng thêm hai lốc chung cư tiếp theo, thì sẽ góp phần kéo lượng dân cư rất là lớn từ khu công nghiệp Nhân Trạch về đây, để những cái anh chị mà có thu nhập vừa phải có thể sở hữu được cho mình những cái căn nhà có diện tích từ hơn 32m2 đến hơn 50m2 tại khu vực nhà ở thương mại của dự án DTA mà anh chị và em Tuấn đang thấy đây. Sẽ xây thêm hai lớp chung cư nữa. Dạ. Thì cái tác động của xây dựng hai lớp chung cư này thì sẽ kéo thứ nhất là dân cư về, thứ hai là khu vực này sẽ lấp đầy rất là nhanh, và thứ ba là khu vực những cái nhà mà đã có sổ và đã hình thành như này sẽ được hưởng lợi, và dân cư sẽ về đây để kinh doanh, buôn bán, ăn uống và hưởng dịch vụ trong khu vực nội khu của dự án DTA mà anh chị và em Tuấn đang thấy. Dạ. Em Tuấn báo giá luôn với cái mức giá của khu vực dự án DTA mà chưa sổ thì đang có mức giá từ 1 tỷ 350 đến 1 tỷ rưỡi trên một lô, là xây dựng phần thô này có diện tích là 5 x 20, 100m2. Còn đối với dự án Thăng Long thì đã có sổ sẵn rồi thì đang có mức giá là dao động là 1 tỷ 850 đến trên dưới 3 tỷ trên một lô, tùy vào vị trí lô góc, lô thường và đường lớn, đường nhỏ thì đang có mức giá từ 1 tỷ 850 đến hơn 3 tỷ trên một căn. Dạ. Đây là khu vực đường chính của dự án DTA đi vào, và đây là trục đường 30m sau này sẽ nối thẳng ra khu vực tái định cư Phước An 44 ha đây. Và vị trí anh chị vừa anh Tuấn vừa khảo sát đó là ở bên tay trái của anh chị là hai căn chuẩn bị được xây dựng. Dạ. Hôm nay em Tuấn cập nhật đến quý cô bác anh chị về hạ tầng của dự án DTA chuẩn bị triển khai thêm hai lốc chung cư đã bắt đầu cúng động thổ rồi. Thì thời gian tới đây sẽ được xây dựng hình thành như hai lốc chung cư mà anh chị và em Tuấn đang thấy đây. Dạ. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị luôn theo dõi, đồng hành cùng kênh Ninh Tuấn Bất Động Sản trong suốt thời gian vừa qua. Em Tuấn sẽ cập nhật thường xuyên về hạ tầng, về giá bán gửi đến quý cô bác anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nhé.